lời Chúa theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 43 đến câu 49. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ: không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây, ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà trên mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ và bị phá hủy tan tành. Quý vị và các bạn thân mến, thành tựu về khoa học công nghệ sinh học ngày hôm nay nếu đem ra đối chiếu với những lời Chúa nói, có khi chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói không đúng. Mà thật vậy, thời giả hình giả bộ nó chưa thành công nghệ như bây giờ, thì sự giả dối nó chưa thể tiến đến một ngưỡng mới như hôm nay. Chúa nói, xem quả thì biết cây, không có cây tốt mà lại sinh ra quả sâu, mà lại không có cây nào sâu mà sinh quả tốt. Công nghệ làm thay đổi cuộc sống, có khi thay đổi cả quy luật của tự nhiên. Và nếu sự giả hình giả bộ phát triển thành một công nghệ, thì con người cũng đưa được sự giả dối lên một bậc cao hơn. Sinh học ngày nay có thể lai tạo ra giống mới mà không cần đến gieo hạt, ươm mầm theo truyền thống trước đây. Họ có thể trồng cây cho hiệu quả cao mà không cần đất, tạo ra các giống có thành quả cao nhờ vào thuốc men, công nghệ họ áp dụng. Đến Tết, chúng ta thấy những cây mai, những vườn hoa rực rỡ, đẹp vô cùng nhờ vào công nghệ sinh học và thuốc men, nghĩa là không cần cây tốt mà vẫn sinh ra bông hoa đẹp, thu hoạch kết quả thuận lợi cho cao nhất. Những điều này gợi ý cho chúng ta về những thực tế mà chúng ta thấy hôm nay. Con người có thể không đẹp tự nhiên, nhưng đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, đẹp nhờ son phấn, trang điểm. Hàng hóa không chất lượng như được quảng cáo và truyền thông nói, nhưng nó cũng có thể là chất lượng nhờ vào chiến lược quảng cáo và nhờ nó duy trì và bằng những chiêu thức làm ăn khác nhau. Hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng đang vẫn len lỏi vào thị trường và được đón nhận như hàng thật, giá cả như hàng thật. Con người giả dối mà khéo che đậy, giấu giếm, họ cũng tốt trong mắt người đời. Nhiều người ngày hôm nay yếu kém cả tri thức lẫn đạo đức, nhưng vẫn giỏi luồn cuối, giỏi lương lẹo, mua bằng cấp, mua ghế ngồi. Họ cũng leo cao, cũng trở nên vị vọng trong mắt dân chúng. Tuy nhiên Chúa Giêsu, thật vẫn là thật, giả vẫn là giả. Điều Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay đó là cốt lõi của giá trị đời sống chúng ta. Chúng ta xây dựng giá trị trên những sự giả dối thì chỉ gặt được sự giả dối. Chúng ta xây dựng cuộc đời trên nền tảng đạo đức và sự thánh thiện thì sẽ gặt được giá trị nhân bản của bản thân. Hoa trái thiêng liêng tốt lành phải xây trên nền tảng của sự thánh thiện. Nền tảng cốt lõi của đời sống chúng ta phải được xây dựng trên lời giáo huấn của Thiên Chúa. Ai sống theo lời Chúa dạy, người đó thực sự mới là môn đệ, là con cái của Thiên Chúa.
lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hằng ngày biết sống thật. Xin cho chúng con tránh xa sự giả dối để nhờ ơn Chúa, đời sống chúng con sẽ sinh hoa quả thiêng liêng dồi dào cho Chúa và anh chị em chúng con. Amen.